Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì Đức Phật, quý vị, cái hồng danh tiếp theo mà chúng ta học á là Vô Thượng Sĩ Anuttaro. Tại sao gọi Ngài là Bậc Vô Thượng Sĩ? Bởi vì đó, ý nghĩa đầu tiên là bởi vì không còn một cái chúng sanh nào khác cao thượng hơn Ngài. Chuyện đó không thể xảy ra. Ý nghĩa đầu tiên của việc Ngài là Vô Thượng Sĩ bởi vì không còn một chúng sanh nào khác cao thượng hơn Ngài. Quý vị biết là khi mà Bồ Tát vừa mới đản sanh khỏi lòng của Hoàng hậu Maya đó, Mahamaya đó, thì Ngài nhìn về hướng đông để xem có ai cao thượng hơn Ngài hay không. Rồi Ngài nhìn về hướng tây có ai cao thượng hơn Ngài hay không. Ngài nhìn khắp tất cả các hướng để Ngài xem có ai cao thượng hơn Ngài hay không. Và chư thiên tới Phạm Thiên ở đó đảnh lễ Ngài, nói rằng bạch Ngài, ở đây không có ai cao thượng hơn Ngài hết. Thì khi đó Ngài mới nói một câu là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa là từ ở trên trời xuống dưới đất không còn ai là cao thượng hơn Ngài hết. Và Ngài biết kiếp này là kiếp cuối cùng, Ngài sẽ không còn tái sanh nữa. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã khẳng định ở trong thế giới này không có một ai ngang hàng với ta, huống chi là cao thượng hơn ta. Có nghĩa là trong cái thế giới này nè, mà Ngài nói nè, cái người bằng Ngài còn không có thì huống chi là hơn Ngài. Cho nên do đó Ngài mới được gọi là Vô Thượng Sĩ. Mà quý vị biết là cái đức của Ngài đó, cái sự cao thượng của Ngài đó, nó sẽ duy trì cái ở cái thế giới này cho tới chừng nào giáo pháp hoàn toàn tiêu hoại. Có nghĩa là không còn ai biết đến Phật, đến Pháp, đến Tăng nữa. Thì khi đó mới có cơ hội cho một vị Phật khác xuất hiện, một vị chánh đẳng giác khác xuất hiện, thậm chí là một vị độc giác khác xuất hiện. Còn khi mà Ngài còn, cái giáo pháp của Ngài mà còn ở đây đó, còn có mặt ở thế gian này đó, thậm chí hào quang của một vị Phật khác cũng không có khả năng xâm nhập vào đây. Nhớ ha. Cái nơi mà khi mà Đức Phật thành đạo, quý vị, khi Đức Phật thành đạo ở cái Bồ Đề Đạo Tràng, có một nơi mà khi Ngài chìm sâu vô trong cái Phật trí đó, Ngài nghĩ về cái lý duyên khởi đó, Ngài chìm sâu trong cái Phật trí đó, người của Ngài tỏa ra ánh sáng năm màu và thêm một màu thứ sáu là cái màu tổng hợp của năm màu kia, cho nên là sau này mới có cái lá cờ Phật giáo, là sự tổng hợp hào quang của Ngài khi là tự Ngài phát ra hào quang. Ngài không cố tình Ngài phóng xuất ra, mà khi đó cơ thể Ngài tự Ngài phóng ra hào quang. Khi mà Ngài suy nghiệm về cái phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, Ngài chìm ở trong đó. Và theo như trong chú giải, quý vị, cái hào quang đó vẫn tiếp tục tồn tại cho tới bây giờ, nhưng mà chỉ có chư thiên và phạm thiên có thể thấy được thôi, loài người mà thấy không nổi. Có nghĩa là cái hào, mặc dù Ngài đã viên tịch Niết Bàn rồi, nhưng cái hào quang của Ngài ở cái nơi mà Ngài từng dùng chìm ở trong cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, nó vẫn còn. Và cho tới khi nào mà chánh pháp này còn, cái đoạn này quan trọng, không có một vị Phật nào khác có thể can thiệp vào thế giới của chúng ta, dù cho chỉ là phóng hào quang đến đây cũng không thể làm được.
cho nên ngài mới được gọi là vô thượng sĩ Anuttaro. Sư chỉ nói tới đây thôi, còn hiểu được tới đâu là tùy theo quý vị. Rồi cái lý do thứ hai đó là ngài sở dĩ ngài được gọi là Anuttaro bởi vì đó ngài vượt trội hơn tất cả chúng sanh về giới, về định, về tuệ, về giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì khi mà tùy niệm Phật á, nó có hai cấp. Thứ nhất, cái một đó là người ta chia ra làm hai hồng danh là Anuttaro viên, rồi Bhuvisadhammasarathi là viên, là chia tách ra làm hai. Có nghĩa là vô thượng sĩ là viên, rồi điều ngự trượng phu là viên. Và có nơi thì họ gộp lại làm một, có nghĩa là Bhuvisadhammasarathi, Anuttaro Bhuvisadhammasarathi luôn. Có nghĩa thì khi đó mình dịch là vô thượng điều ngự trượng phu. Thì thực tế thì hai cái đó nó cũng không có khác gì nhau hết. Cho nên bây giờ chúng ta qua cái hồng danh tiếp theo là điều ngự trượng phu, Bhuvisadhammasarathi. Điều ngự trượng phu nghĩa là sao? Có nghĩa là đó, những cái hạng người mà bình thường á, hạng người bình thường mà ngài điều phục thì cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường rồi. Nhưng mà có những cái hạng người á, mà được thế gian họ đánh giá là đỉnh cấp. Ví dụ như những cái vị Bà La Môn nổi tiếng, những cái vị vua hùng mạnh, những cái vị trời, thậm chí những cái hàng phi nhân có nhiều oai lực, có nhiều thần thông thì ngài vẫn có khả năng điều phục. Cho nên gọi ngài là điều ngự trưởng phu bởi vì ngài là bậc dẫn đạo những người đáng được dẫn đạo. Cho nên ngài được gọi là Bhuvisadhammasarathi. Ngài là người dẫn đạo những người đáng được dẫn đạo. Ví dụ như những trường hợp nào? Như là trường hợp voi Thanapalaka. Thì Hán Việt dịch là voi tài hộ. Tài hộ thì sẽ dĩ dịch là tài hộ bởi vì cái từ Thaná đó, Thaná nghĩa là tài sản, mà Palaka có nghĩa là người bảo vệ. Thì Thaná Palaka có nghĩa là người bảo vệ tài sản. Thì Hán dịch là tài hộ. Thường khi quý vị đọc kinh, quý vị sẽ thấy là voi tài hộ đó, là nói trường hợp này. Mà cái này á, là tên của một con voi mà Phật giáo Nam Tông mình thì thường hay nghe là voi Nalagiri. Ở đây quý vị chỉ có ai chưa biết voi Nalagiri không? Cái con voi mà nó chạy tới mà nó đồi mà bị uống rượu say rồi nó chạy tới trước mặt Thế Tôn đó. Đó là con voi Nalagiri. Thì nó còn một cái tên khác nữa là voi tài hộ, là Thaná Palaka. Thì Nalagiri đó, thì Nala có nghĩa là ngọn núi, còn Giri có nghĩa là cái cây sậy. Thì thí dụ như mà mình muốn dịch ra tiếng Hán Việt thì Nalagiri có thể dịch là ví dụ như hành sơn, ví dụ như vậy. Thì thực tế hai tên này đều là một. Hai tên này đều là một hết. Thì cái tích đương nhiên quý vị biết rồi. Thì Đề Bà Đạt Đa thì sai người cho voi Nalagiri uống rượu để mà chạy tới với cái ý đồ là sẽ sát hại Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật đi với một đoàn 500 vị A-la-hán cùng với ngài Ananda. Và khi mà con voi nó tới đó, quý vị thấy cái này, chuyện này nó mới kinh khủng nè. Con voi Nalagiri là một trong 10 vị Phật vị lai. Mà một trong 10 vị Phật vị lai là còn bị người ta dụ, người ta chuốc rượu để mà hãm hại một vị chánh đẳng chánh giác. Mà mấy một chút xíu là thành công. Mình nhắm mình là cái gì? Thấy chưa? Đó chỉ là cái chuyện ngoài lề. Thì 500 vị A-la-hán này ngay lập tức tản ra. Tản ra hết. Thì người đời sau á, thì họ nói là không biết tại sao 500 vị A-la-hán, A-la-hán mà còn sợ hay sao mà thấy vô nó chạy tới tự nhiên tản ra hết. Nhưng mà các ngài có lý do của các ngài. Lý do gì? Lý do là khi mà thấy 500 vị A-la-hán tản ra hết
Thì ngài Ananda ngài mới nói là Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đứng ở đằng sau để con ở đứng đằng trước, có nghĩa là con voi nó tới nó giết con trước rồi mới tới ngài, con bảo vệ ngài trước. Thì Đức Thế Tôn nói là này Ananda, không có một chúng sanh nào có khả năng giết Như Lai, trừ chỉ khi nào mà Như Lai muốn nhập Niết Bàn thì Như Lai mới chủ động nhập Niết Bàn, chứ ngoài ra không có một chúng sanh nào có khả năng giết hại Như Lai. Nhưng mà ngài nói ba lần như vậy mà ngài Ananda ngài vì ngài thương Phật quá đi. Ngài không nghĩ bậc đạo sư là một vị chánh đẳng chánh giác, mà ngài thuần túy là ngài quá thương Phật, cho nên là ngài mới đứng ra trước Phật để ngài cản con voi. Thì Đức Phật mới dùng thần thông chuyển ngài Ananda chuyển ở đằng sau, và ngài rải tâm từ đến voi Nalagiri. Và cái năng lực tâm từ của ngài đó nó làm cho con voi là giống như nó mất đà mà nó quỳ sụp xuống dưới chân ngài tỉnh rượu. Thì Đức Phật mới nói như thế này: voi chúa không hại voi chúa, này là cái ví, voi chúa không hại voi chúa. Mà sở dĩ các vị a la hán các ngài tản ra hết, không phải các ngài sợ hãi, mà các ngài hiểu là nếu như mà các ngài không có đi ra đó, thì ngài Ananda ngài không có cơ hội thể hiện cái tấm lòng của ngài đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị A-la-hán mới tản ra để cho ngài có cơ hội ngài thể hiện, chứ không phải là các vị A-la-hán sợ. Nhưng mà qua đây quý vị thấy là Đức Phật có những lúc ngài chỉ việc ngài rải tâm từ thôi, ngài không làm gì hết trơn. Năng lực tâm từ nó có những cái rất là đặc biệt, mà khi quý vị gần gũi những vị mà có tâm từ, cái cảm giác khác lắm, khác ghê lắm. Vừa rồi thì trong cái đợt đi Miến Điện thì sư có cơ hội đảnh lễ một vị Đầu Đà 30 năm không nằm, thọ Đầu Đà 30 năm không nằm. Và khi đến nó có những cái cảm giác rất là lạ, có nghĩa là vừa bước vào cái phạm vi của cái vị này là mình cảm giác mình mát, nó không giống với cái mát lạnh của không khí mà nó mát mẻ, nó mát giống như một cái luồng không khí mà nó trong lành vậy đó, mà nó cảm giác rất là mát. Mình không dám nói là ngài có thần thông hay mình như thế nào hết, nhưng mà mình nghĩ có lẽ do năng lực tâm từ của ngài. Mình đến đảnh lễ, quý vị biết là suốt cái thời gian đó do khi mà đi là sư không có đem nước theo, mà cái tính của sư là uống nước rất là thường xuyên, thành ra đó nó khát, trụ nó khát cháy cổ, khát kinh khủng. Mà không hiểu sao ngồi đảnh lễ ngày ngồi đó hồi không thấy khát nữa, cái cảm giác khát nó không còn nữa. Không phải là mình quên đi, thậm chí là mình cảm thấy lạ, ủa sao mình không còn cảm giác khát nữa. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại cái cảm giác khát đó, cái cảm giác khát nó biến mất, nó không còn nữa, không có cảm giác khát luôn. Thì mình cảm thấy là nhờ có những cái vị như vậy mình mới tin là thánh tăng là có thiệt. Ngài đương nhiên không dám nói ngài là thánh, nhưng mà người như ngài mà còn có những cái khả năng như vậy thì một vị thánh còn tới cỡ nào nữa. Cái năng lực tâm từ của một cái vị mà phàm á, nhưng mà có giới, có định, có tuệ, một vị Đầu Đà 30 năm không nằm mà ngài mà còn có một cái năng lực như ngài. Thậm chí cái vị trưởng lão ngài Giác Nguyên mà đi chung với sư á, ngài ngồi đằng sau lưng á, ngài nói ngồi đây mát lắm, mát mát y như là hả gió nó thổi vào người nó mát, ngồi nó mát mát đã lắm, ngồi ở sau lưng. Một vị tu hành chân chánh còn có những năng lực như vậy thì mình tưởng tượng nhân gấp ngàn lần lên, gấp triệu lần lên, gấp tỷ lần lên, thì mình thấy năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác kinh khủng biết cỡ nào. Cho nên mới có chuyện là ngài chỉ cần mà ngài rải tâm từ là con voi nó quỳ sụp xuống. Chuyện này thì quả mai chỉ có một vị chánh đẳng giác làm được, mình làm không nổi. Hồi ở Thái Lan có câu chuyện là ở Thái Lan
Có một con voi mà nó xuống làng nó phá, xuống làng nó phá. Thì có một vị thiền sư, vị này có cái ý muốn là thuần phục con voi để mà đưa nó về rừng. Con voi dữ. Thì vị này đi một mình không có cho ai theo hết. Thì có một cái anh nhà báo, anh lén theo. Anh lén anh theo. Thì vị thiền sư này khi mà vị tới gần con voi thì vị này rải tâm từ, thì con voi nó đã quỳ sụp xuống rồi. Con voi dữ nha, mà nó quỳ sụp xuống rồi. Ngài đưa tay lên, ngài chuẩn bị là ngài sờ lên đầu nó đó. Thì ngay cái giờ phút này là cái anh nhà báo ảnh bấm máy chụp hình. Mà khi mà cái đèn nó chớp lên á, con voi nó hết hồn. Và vị này trong cái khoảnh khắc đó, vị này mất định, vị này không còn cái tâm từ nữa. Thế là con voi nó quật chết vị thiền sư. Cho nên cái năng lực tâm từ nó rất là mạnh. Nhưng mà quý vị thấy, khi mà cái năng lực tâm từ nó không còn nữa đó, nó trở qua một cái hoàn cảnh hoàn toàn khác. Cho nên đó, Đức Phật chỉ bằng cái tâm từ của Ngài thôi đó, là Ngài có khả năng hàng phục vô na la kí ví. Rồi có những người như là Bà La Môn Sắc Chắc Cá đó, ông là ông chuyên môn là bắt bẻ. Mà cái ông có một cái biệt tài là khi mà ông bắt bẻ ai đó đó là người ta không cãi lại được. Ông bẻ rất là hay. Thì khi mà nghe nói Đức Phật nói về thuyết về cái lý là vô thường rồi khổ rồi vô ngã đó, thì ông mới có cái ý nghĩ là ông tới ông bắt bẻ Đức Phật. Ông bẻ làm sao? Ông nói là Sa môn Gotama đó, thường thuyết giảng đệ tử về cái đề tài nào? Cái hay của Phật như thế này, Ngài biết là cái ông Bà La Môn Sắc Chắc Cá này muốn bắt bẻ Ngài về cái chuyện này, cho nên Ngài cố tình Ngài nói chuyện này ra cho ông nghe. Có nghĩa là Ngài nói là ta thường thuyết rất nhiều những bài pháp, nhưng thường đa phần trong số đó đó là ta nói rằng các pháp nó là vô ngã. Thì ông Bà La Môn Sắc Chắc Cá mới nói cái người thế gian này nè, tại vì họ nghĩ đây là tôi, đây là của tôi, cho nên họ mới có chuyện họ làm thiện lánh ác. Chứ còn bây giờ nói vô ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi hết, vậy ai làm thiện ai làm ác? Ông bắt bẻ như vậy. Thì quý vị thử nghĩ, nếu như là quý vị có người ta hỏi quý vị như vậy, quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà nói là không có cái gì là tôi, cái gì là của tôi, thì ai là người làm thiện, ai là người làm ác, rồi ai là người chịu quả báo cho những thứ đó? Mà nếu như không có cái ngã đó, thì tôi làm thiện để làm gì? Nếu không có cái ngã thì tôi làm ác, tha hồ tôi làm ác, phải vậy không? Quý vị thử suy nghĩ. Thì Đức Phật mới nói như thế này: đầu tiên phải định nghĩa cho nó rõ cái gì gọi là của tôi. Thì như vậy, giống như một nhà vua, ông làm chủ một đất nước, thì có phải là người dân trong đất của ông muốn chém ai ông chém không? Ông muốn bắt bỏ tù ai bắt bỏ tù? Ông có quyền ông quyết định đối với đất nước của ông, đối với người dân của ông, đối với tài sản của ông. Thì như vậy này, Bà La Môn có đồng ý như vậy mới gọi là sở hữu, đúng không? Bà La Môn nói dạ đúng, đúng Thế Tôn nói đúng. Thì Đức Phật mới nói như thế này: như vậy nếu như ông nói đó, cái thân này là của ông á, như vậy ông có thể ông kêu nó đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết được hay không? Thì Sắc Chắc Cá không có trả lời. Đức Thế Tôn lặp lại lần thứ hai đó, nói nếu như ông nói cái thân này không phải là của ông, thì ông có thể, tức cái thân này là của ông á, thì ông sở hữu cái tấm thân này, ông có quyền quyết định đối với tấm thân này, như vậy ông có thể kêu nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết được hay không? Thì Sắc Chắc Cá im lặng không trả lời. Thì khi Đức Phật hỏi lần thứ ba, thì Đức Phật nói là đối với ai mà Như Lai hỏi một cách hợp lý mà không trả lời đó, mà hỏi lần thứ ba mà không trả lời đó, người đó đầu sẽ bể làm bảy mảnh mà chết. Không phải ngày hù,
cũng không phải là ngày trù ông Sắc Chắc Cá, mà là cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác. Không ai mà ngài hỏi tới lần thứ ba mà có khả năng không trả lời chứ. Thành ra Sắc Chắc Cá, Bà La Môn Sắc Chắc Cá sợ và thấy rõ ràng là vua trời Đế Thích là đứng hiện ra, hóa là một cái vị dạ xoa mà cầm cái chạy kim cang. Mà bây giờ quý vị ra ngoài Phước Sơn, quý vị thấy có hình một cái dạ xoa mà cầm cái chài kim cang, là hình ảnh vua trời Đế Thích biến hiện ra. Thì khi đó Bà La Môn Sắc Chắc Cá mới nói là: thưa không, cái đó không phải là của tôi. Bởi vì rõ ràng nếu nó là của tôi thì tôi có thể quyết định nó là đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Nhưng mà do nó không phải là của tôi, cho nên nó muốn già, nó già, muốn bệnh, nó bệnh, muốn chết là chết. Thì Đức Phật hỏi lại thêm một lần nữa: như vậy nếu như ông nói là cái tâm này là của ông á, cái cảm thọ này là của ông á, có là cái cảm giác này đó là của ông á, như vậy ông muốn nó lạc là nó lạc, ông muốn nó khổ là nó khổ, được hay không? Mà là muốn dạ không, thân này con muốn nó lạc đâu phải, nhưng mà con muốn nó lạc, nó lạc, có khi con muốn nó lạc mà nó vẫn cứ khổ à. Còn khi con muốn, khi mà nó đang khổ, con muốn nó hết khổ, nó đâu có hết. Rõ ràng con đang khổ mà con muốn lạc, nhưng mà khổ nó vẫn cứ tiếp diễn. Như vậy cái thọ này không phải là của con. Rồi Đức Phật hỏi tiếp về cái tưởng, cái hành, cái thức. Như vậy sắc thọ tưởng hành thức, nếu như nó là của mình ấy, thì mình muốn nó như thế nào nó phải như thế đó. Mình không muốn nó như thế nào thì nó không như thế đó. Nhưng mà không được như vậy. Cho nên rõ ràng nó không phải là của tôi. Bởi vì nếu nó là của tôi thì tôi phải có quyền quyết định đối với nó. Còn cái này nó không phải là của tôi. Rồi cái nữa, ngài hỏi Bà La Môn Sắc Chắc Cá: này Bà La Môn Sắc Chắc Cá, như vậy đó, khi mà cái vạn vật ở thế gian này á, nó liên tục, nó già, nó bệnh, nó chết, nó biến hoại không ngừng như vậy, thì nó là thường hay là nó vô thường? Có nghĩa là nó trường tồn bất biến hay là nó biến hoại không ngừng, nó hoại diệt? Thì Bà La Môn Sắc Chắc Cá mới nói là: Bạch Thế Tôn, là các pháp này là vô thường. Và Đức Phật hỏi: nếu như nó là vô thường á, thì nó là khổ hay là vui? Bạch Thế Tôn, nó là khổ. Như vậy nếu như nó là khổ thì có đáng hay không để gọi nó là ta, là của ta? Thì bây giờ Bà La Môn Sắc Chắc Cá phải nói là: Bạch Thế Tôn, như vậy thì không thể gọi nó là ta, là của ta được. Và khi đó là Bà La Môn Sắc Chắc Cá chịu thua Đức Thế Tôn. Rồi có những con người, Đức Phật nói là họ, Bà La Môn Sắc Chắc Cá mới nói là, và rất nhiều những cái người khác á, nói là nếu như á, mà mình chiến đấu chống lại con voi dữ thì mình còn có cơ may sống sót, còn có khả năng chiến thắng. Nếu như mà mình cố gắng mình chống lại một cái đạo quân hùng mạnh, mình còn có khả năng chiến thắng, còn có khả năng sống sót. Nhưng mà đó, sẽ không có an toàn cho bất cứ ai dám chống lại tôn giả Gotama, có là chống lại Thế Tôn. Chống lại Thế Tôn không có cửa thắng, họ phải công nhận như vậy. Chống lại ai còn có cửa thắng, chứ chống lại Thế Tôn không thắng nổi. Do đó ngài mới gọi là Burisadamasarathi, là điều ngự trượng phu, là những cái con người mà mình gọi là cộm cán, không ai có thể chiến thắng được ngài chứ. Rồi ngay cả vua trời Đế Thích, những cái vị trời mà chuyên hưởng thụ những cái thú vui trên trần thế đó, mình thấy là họ hưởng thụ rất nhiều, họ vui rất nhiều, nhưng mà ngài vẫn có cách để ngài điều phục họ. Bởi vì sao? Quý vị thấy là mấy người già, mấy người giàu đó, có đặc điểm là càng giàu họ càng sợ chết. Thì vua trời Đế Thích cũng vậy. Khi mà tới hồi vua trời Đế Thích mà thấy là mình sắp chết rồi đó, ổng mới nhìn xem là bây giờ mình chết mình sẽ đi giờ về đâu. Thì ổng thấy là ta chết ta sẽ đi địa ngục, ổng mới hoảng hồn xuống để mà xin Thế Tôn cứu.
Và trường hợp này rất nhiều những trường hợp bị như vậy. Hoặc là như trường hợp khác đó, là một vị trời cũng là vui chơi chè chén ở trên trời đó, sống tha hồ, sống sung sướng. Một hôm á, ổng thấy sao tự nhiên là mấy bà tiên nữ, mấy bà vợ của ổng á, mấy bà tiên nữ á, tự nhiên cái biến mất sạch chân, đang chơi vui tự nhiên biến mất sạch hết chân. Thì ổng mới có suy nghĩ là mấy bà vợ của mình đâu hết rồi ta. Thì ổng mới thấy một cái chuyện là mấy bà này sau khi mà chết rồi đi xuống địa ngục hết. Tiên nữ đi xuống địa ngục hết. Không phải họ làm ác nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp họ hưởng hết rồi thì bắt đầu họ trả tới cái ác nghiệp của họ. Họ xuống địa ngục hết. Và ông mới nhìn lại mình, ông mới thấy là mình cũng sắp chết, gần hết tuổi thọ rồi. Chẳng qua là mình sống thọ hơn bả, mấy bả chút xíu thôi, mà mình cũng sắp chết rồi. Và khi mình chết như vậy, mình cũng xuống địa ngục, thì mới hết hồn. Và khi đó cũng xuống để mà xin gặp Thế Tôn, xin Thế Tôn cứu. Những trường hợp như vậy nhiều lắm. Và nhờ như vậy đó, Thế Tôn giúp đỡ những vị này bằng cách nào? Không phải là bằng cách là cúng dường Thế Tôn, rồi Ngài tụng kinh, rồi Ngài rải nước, rồi Ngài ban phép, Ngài chúc phúc. Không có. Ngài thuyết pháp. Và khi Ngài thuyết pháp như vậy đó, thì những vị này nhận được lợi ích. Nhận được lợi ích. Và chứng thánh. Như là vua Trần Đế Thích thì chứng sơ quả, mà chứng sơ quả thì sướng rồi, coi như là thoải mái rồi đó. Là từ đó trở đi là không còn rơi vào đường khổ. Cái kinh mà Ratanasutta đó, quý vị biết là có một cái dòng là các vị thánh dầu có dễ vui thì cũng không thể nào sa đọa. Đọc cái đó sướng muốn chết luôn. Phải chi mình mà dễ vui, mình không sa đọa thì tha hồ, coi như chơi bời thoải mái, chơi thoải mái khỏi sa đọa. Nhưng mà quý vị nhớ, muốn được như vậy thì mình phải chứng thánh. Thôi thì nguyện đi, nguyện cái phước con làm xưa giờ, con làm cho Tam Bảo, rồi con làm thiện xưa giờ. Thôi giờ con cũng còn ham chơi lắm, thôi cho con chứng sơ quả thì con chơi chứ còn con chứng sơ quả là con khỏe rồi đó, là khỏi khỏi cái đường sa đọa. Thì như vậy thì đối với sư thì cũng được. Còn hơn là mình chơi suốt mùa thu mà mình không có biết tu hành gì hết, cũng không nghĩ tới cái chuyện mà chứng đắc, thì như vậy nó uổng phí. Và Đức Phật Ngài có khả năng đó. Ngài có khả năng khi mà Ngài nói pháp là Ngài đánh thẳng vào tâm của người đó, và Ngài có thể giúp cho họ có thể chứng đắc được đạo quả. Ngài mới nói thì đó mới gọi là Ngài là điều ngự trượng phu. Tại Ngài mà giúp ai là giúp tới nơi tới chốn, giúp là giúp cho tới cái khả năng tối đa của người ta. Ví dụ như khả năng tối đa của họ là có thể chứng thánh, là Ngài đưa cho họ tới chứng thánh luôn. Còn nếu như ai mà không chứng thánh được thì Ngài cũng có khả năng Ngài giúp cho họ gieo một cái duyên lành giải thoát ở đời sau kiếp khác. Thì cho nên Đức Phật trong một cái bài kinh, Đức Phật hỏi cái anh chăn ngựa tên là Cô Xí. Đức Phật hỏi là: này Cô Xí, ngươi dạy ngựa như thế nào? Thì cái anh chăn ngựa mới nói như thế này là: bạch Thế Tôn, là đối với những cái con ngựa đó, có những con mà nó cần dỗ dành thì con sẽ dỗ dành, rồi có những con thì nó cần phải đánh thì con sẽ đánh, rồi có những con mà con phải vừa dỗ mà vừa đánh thì nó mới nghe, rồi có những con mà con dỗ con đánh nó cũng không nghe luôn á, thì thôi con lập thịt. Thì Đức Phật mới nói như thế này: thì Như Lai dạy đệ tử, Như Lai cũng dạy như vậy. Này Cô Xí, ta điều phục người đáng điều phục, khi thì ôn hòa, khi thì cứng rắn, khi thì vừa ôn hòa vừa cứng rắn. Có nghĩa là sao? Khi Ngài điều phục một cách nhẹ nhàng, Ngài nói nhỏ nhẹ, Ngài nói nhẹ thì người ta nghe, ta khoái người ta nghe theo. Ví dụ như Ngài nói là: con hãy bố thí đi con. Đời người thì cái chuyện bố thí nó là cái chuyện quan trọng. Người ta có phước là nhờ bố thí, mà nhờ có thí, bố thí như vậy đó
thì mới làm ra được những cái thiện pháp, nhờ những thiện pháp đó nó nâng đỡ rồi tiến xa hơn là đến cái chuyện mà giữ giới rồi được sanh về cõi trời, rồi thấy được những cái sự tai hại của các dục đó, rồi cái đời sống xuất gia là quý báu. Rồi khi đó ngài chuyển đến, khi mà thấy cái tâm của họ thuần tục rồi đó, ngài giảng về tứ đế, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nhưng mà cũng có những người đó, ngài nói bằng phải cái thái độ là cứng rắn, có nghĩa là sao? Con không được làm cái này. Bởi vì làm cái này đó thì thứ nhất là nó không đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin. Nó không tăng trưởng niềm tin cho những người chưa có niềm tin. Mà cái chuyện mà con làm như vậy nè, nó sẽ khiến cho những người không có đức tin, họ sẽ không có đức tin. Và những người đã có đức tin thì đức tin của họ sẽ suy giảm. Cho nên từ bây giờ chư tỳ kheo hãy học cái điều học này. Ta đưa ra một điều luật là bởi vì cái sự phát triển của tăng đoàn, vì cái sự tồn tại của giáo pháp, để ủng hộ những cái vị mà trì luật, trì giới trong sạch, và để ngăn ngừa những cái vị mà giữ giới không có trong sạch, và để cho những cái vị mà tu hành chân chánh á, được yên ổn, để tránh cái tiếng đời chê trách. Cho nên là ta mới ban hành cái điều học. Thì có những lúc ngài dạy thì ngài phải dùng những cái lời lẽ cứng rắn để ngài dạy. Rồi có những nơi thì ngài kết hợp cả hai, có nghĩa là vừa nhẹ nhàng mà vừa cứng rắn. Có nghĩa là sao? Con nên làm cái này, bởi vì khi làm cái này con sẽ được cái này, và con không được làm cái này, bởi nếu con làm cái này con sẽ bị cái này. Thì ngài kết hợp vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Còn cái thứ mà dùng cả hai cái mà không được nữa đó, thì ngài giết luôn. Thì cái giết của ngài là sao? Có nghĩa là ngài không lý tới nữa, không thèm ngó ngàng tới nữa. Thì đối với ngài đó là giết. Có thể vị đó vẫn còn là tỳ kheo, vẫn còn mang một cái tăng tướng là tỳ kheo, nhưng mà đối với ngài nó xem người đó như là người chết rồi. Khi ngài giúp bằng hết tấm lòng, nhưng khi không giúp được nữa đó thì ngài không để ý tới nữa. Không giống như mình giúp ai đó là mình bắt họ phải theo ý của mình, còn họ không theo được ý của mình là mình bắt đầu mình khổ. Một là mình khổ, hai là mình nổi dịch lên như người ta, thì cái đó không nên. Thì bây giờ xem như á là tạm xong cái vô thượng điều người trượng phu. Bây giờ thứ nhất á, là bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần hỏi đáp để dành cho những cái vị mà có những cái thắc mắc ở trong cái việc hành thiền, trong cái pháp hành, hoặc là thắc mắc ở trong cái pháp học, trong cái bài học á, hoặc là những cái thứ mà liên quan. Bởi vì đó phải nói với quý vị là những cái cơ hội mà chúng ta học hỏi nó không có nhiều, những cơ hội chúng ta hỏi đạo không có nhiều. Cho tới chừng nào mà quý vị cảm thấy đó đạo Phật là cần thiết, cho tới chừng nào quý vị cảm thấy là tất cả những cái vấn đề của chúng ta đang đối diện hàng ngày đều có thể sử dụng Phật pháp, dưới cái nhìn của Phật pháp chúng ta có cách giải quyết, thì khi đó mình mới khá. Chứ còn mình học đạo mà mình với cái suy nghĩ là mình cử người xem hoa, học biết thì tốt, không biết thôi, thì nó uổng lắm quý vị, thật sự nó uổng lắm. Cho nên nó phải nói là nếu như mà tới cái giờ mà hỏi đạo mà quý vị không có gì để hỏi thì sư thấy rất là uổng, bởi vì mình không thấy cái gì ở đạo để mà mình đáng mình hỏi thì nó uổng. À, Đức Thế Tôn nói 3 lần với Bà La Môn đó, cái người đó nếu như nói 3 lần thì người đó sẽ bị bể đầu. Như vậy là sao? Đức Thế Tôn có sân lên hay là sao ạ? Trời, phải nói bây giờ thấy quý vị chạy tới chạy lui thì sư cũng thấy khổ, mà bây giờ còn có mỗi cái micro này, mà cái mic này thì lúc nó chạy lúc nó không chạy, vui nó hoạt động, buồn nó không hoạt động, thôi cũng ráng. Cái hồi nãy sư nói đó là do cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là người ta không thể từ chối, không thể từ chối trả lời
một câu hỏi hợp lý của một vị chánh đẳng chánh giác. Đức Phật không có trù gì hết á, nhưng mà Đức Phật cảnh báo cái chuyện đó nó sẽ xảy ra nếu như ông làm như vậy. Nó giống như là khi mà Đức Phật đi vào trong cùng với chư tăng đi vào trong thành khất thực á, thì Ma Vương á, mới dùng cái thần thông tác động lên dân chúng ở đó để cho dân chúng không có để ý tới ngài và để cho họ không có cúng dường ngài. Thì ngày hôm đó chư Đức Phật và chư tăng đi khất thực đi về không có gì ở trong bát hết. Thì khi mà đi ra đó thì Ma Vương mới biến hiện là một người để mà dụ dỗ nó là mời Thế Tôn quay lại đi, quay lại khất thực, biết đâu đó quay lại thì còn có người ta cúng dường ngài. Nhưng mà Đức Phật ngài bỏ đi, tại vì Đức Phật biết như vậy nếu như mà ngài quay lại đó thì với cái tính cách của Ma Vương đó, Ma Vương sẽ tiếp tục cản không có cho dân chúng cúng dường ngài. Và nếu như Ma Vương làm như vậy đó, thì cái ác nghiệp mà Ma Vương tạo đó nó sẽ khiến cho Ma Vương chết ngay lập tức, và sau khi chết sẽ đọa địa ngục. Vì cho nên vì lòng đại bi, Đức Phật thà nhịn đói chứ Đức Phật không quay lại. Còn trong trường hợp này đó là Đức Phật thấy là ngài có khả năng tế độ được Bà La Môn Sắc Chá Cá. Có nghĩa là nếu như mà Bà La Môn Sắc Chá Cá đó trả lời ngài đó thì ngài sẽ tế độ được ông này. Có nghĩa là ngài sẽ điều phục, huấn luyện, khuất phục được ông này, và ông này sẽ cải tạo cái tà kiến của ông, và ông sẽ nhờ như vậy ông sẽ được lợi ích. Cho nên Đức Phật mới cảnh báo, chứ Đức Phật không có trù. Được Đức Phật cảnh báo là nếu như ông còn tiếp tục mà ông không trả lời á, là ông sẽ bị bể đầu do cái ác nghiệp ông cố tình chống đối một vị chánh đẳng chánh giác một cách vô lý. Chứ Đức Phật khi nói như vậy, Đức Phật hoàn toàn vị tâm từ, giống như là một người mẹ nói với con mà cầm cái dao con chơi như vậy là con đứt tay đó. Nít mới có 2 tuổi mà nó chụp con dao nó chơi, bà má bà thương nó, con mà cầm cái dao con chơi như vậy là con đứt tay đó, cho nên là con dẹp con đưa dao cho má. Thì như vậy nói vậy không lẽ bà má sần như đứa con? Không phải, thương nó để biết nó mà chơi tiếp thế nào nó cũng đứt tay. Nít mới 2 tuổi biết cái gì đâu. Thì Đức Phật cũng như vậy. Sư cho con hỏi là con thì thường xuyên học cái đề mục là quán tử thi á sư. Thì con hôm bữa thì sư dạy vô là các giai đoạn để giúp á, thì trong đầu tiên á, thì con ghi được có giúp tham giảm tham dục rồi chấm dứt sinh tử. Nhưng mà con thì con học cái đề mục á, rồi con cũng đến những cái nơi mà người ta có tai nạn hoặc là bệnh viện hoặc là tự tử gì đó, thì con trông vào đó để con nhìn á, rồi xong con nhìn vào những cái động vật mà còn sống hoặc là con người còn sống á, thì con nhìn đó xong cái con kéo thêm cái thời gian là giống như là một cái giai đoạn mà người ta đã bị như vậy để quán vào những cái người mà mình đối diện á, gần á, để mình thấy được những cái gì mình đang thấy á. Thì hôm bữa sư có dạy cho con về cái 10 cái đề mục mà của quán tử thi á, thì con chưa có ghi kịp tại vì nó nhanh quá, thì sư cứ nói là giùm cho con 10 cái đề mục đó để giúp á, thì con mới ghi được có giúp giảm tham dục và chấm dứt sinh tử thôi. Cái đề mục quán tử thi đó thì ở trên YouTube có quay lại cái bài giảng của sư, thì cô có thể cô nghe lại. Nếu mà nghe chưa rõ mà chỉ với mục đích mà chép bài đó thì nên nghe lại ha. Còn sư chỉ nhắc một số cái lưu ý khi mà quán tử thi như thế này. Có chừng cô nhầm lẫn giữa cái quán tử thi và cái quán sự chết. Quán sự chết nó khác với quán tử thi. Quán sự chết là mình nhìn thấy cái sự chết nó có thể xảy ra một cách rất là dễ dàng đối với người hay vật. Có nghĩa là người này họ mới sống đó mà họ chết rồi. Con vật này thì nó cũng có thể chết.
Và xa hơn nữa, mình nhìn thấy những người còn sống thì những người đó họ cũng có thể chết, và những con vật đó cũng có thể chết, và mình rồi cũng có thể chết. Thì cái chết, mình sẽ lấy cái chết nó làm đề mục, cái chết nó làm cái sự ưu tư, cái chết nó làm sự ám ảnh. Thì bản thân cái niệm sự chết nó cũng có tác dụng là nó diệt trừ cái tham dục, và nó có tác dụng là chấm dứt khổ đau, đạt đến niết bàn, cũng có năng đó. Nó khác với quán tử thi ở cái chỗ này. 10 cái đề mục quán tử thi đó, ví dụ như khi mà mình nhìn một cái xác chết mà nó tới ở cái giai đoạn mà nó trương sình, cái xác chết giai đoạn trương sình, thì mình phải bắt lấy cái tướng đó, bắt lấy cái tướng trương sình đó. Mình dùng cái tướng đó để mình suy nghĩ liên tục về cái tướng đó, không thay đổi. Còn nếu như mà mình thấy cái khi hôm nay thì mình thấy cái tướng nó trương sình, nhưng mà mình nhìn vài tiếng đồng hồ sau người ta dọn dẹp hiện trường rồi, trong đầu mình quên mất, không còn hình ảnh nữa, thì không được. Mình phải dùng cái tướng đó, cái tướng đó nó phải cố định ở trong cái tâm của mình, nó không được thay đổi. Cho nên không có chuyện mà cô đã nhìn vô một cái tướng rồi cô còn đi bệnh viện, rồi cô còn đi chỗ này chỗ kia thì nó không đúng. Tại vì khi mà cô làm như vậy, cái đối tượng mà cô quán tưởng á, nó thay đổi liên tục. Như vậy thì chúng ta không có khả năng hành thiện, không có khả năng lấy nó làm đề mục được, cái nimitta nó không xuất hiện. Muốn quán cái sự chết, muốn quán tử thi đó, thì mình phải dùng một cái hình tướng đó, nó phải ăn sâu vô trong cái tâm thức của mình đó. Rồi mỗi lần mà chúng ta hành thiện, chúng ta lấy cái hình cũ đó ra để mà chúng ta tập trung vào, nó mới được. Ha. Còn cho nên là sư nói cô chừng cô lộn qua đề mục tử thi, quán sự chết. Có là mình nhìn thấy vô bệnh viện, thấy người này có thể chết, người kia chết, rồi tai nạn giao thông, rồi con vật này con vật kia chết. Coi chừng cô nhầm với quán sự chết. Quán sự chết vẫn tốt, nhưng mà nhớ như vậy, quán sự chết thì mình còn có thể dùng các phương tiện, ví dụ như dùng internet để mà mình xem, mình quán tưởng vẫn được. Nhưng mà quán tử thi đó, nó phải là một tử thi có thiệt. Có nghĩa là mình không thể xem qua internet, không thể xem qua hình ảnh, mà mình phải thấy nó bằng xương, bằng thịt ở ngay trước mặt mình á. Và nó phải là người cùng giới tính với mình. Khác giới tính không được, phải cùng giới tính với mình. Cho nên là sư cũng làm sao mà mình thu xếp được, mình gặp được mấy cái người mà họ khám nghiệm tử thi, hoặc là họ giải phẫu mà mình có thể mình xin làm sao mình vô được, mình quan sát nó cũng hay. Nhưng mà hình như không được. Bữa sư có ra ngoài lò thiêu Bình Hưng Hòa sư hỏi thì họ nói là không được, phải người thân vô kiểu nhận xác thì được, chứ còn bình thường người bình thường nhìn vô để mà xem quán tử thi thì không được. Sư nghĩ là có thể mình có cái đường nào mình đi mà mình bây giờ không biết. Cho nên là cô coi chừng cô nhầm lẫn ha. Còn muốn mà nghe lại đó thì ở trên cái trang YouTube của sư, các cái đề mục thiền nó có cái bài hướng dẫn về quán tử thi, thì cô nghe lại. Hồi nãy sư nói là tại sao mà cái lúc mà mới vô sư nhắc nói gì nhiều như vậy, là bởi như vậy sư biết là một số người đó về nhà họ không có thu xếp được cái chuyện mà mình ngồi dành riêng một cái khoảng thời gian đặc biệt để mình hành thiền, ví dụ như mình ngồi thiền hoặc đi thiền chuyên biệt, chuyên ra dành riêng cái khoảng thời gian đó cho bản thân mình để hành thiền, họ không thu xếp được, không thu xếp được. Cho nên sư mới nhắc nhở quý vị, mong quý vị để ý là khi chúng ta tùy niệm Phật, chúng ta có thể ở một cái mức độ đơn giản cơ bản, chúng ta có thể vừa làm một cái chuyện gì đó, thay vì mình nghĩ về chuyện trên trời dưới đất, thay vì mình nghĩ về một cái chuyện gì khác thì mình nghĩ về ân đức của Phật. Như vậy là chúng ta đã tùy niệm Phật rồi. Nhớ ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm thay, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thua còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây,
xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị là. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.